Quý vị và các bạn thân mến, Quốc vương Malaysia Ibrahim Iskandar, 65 tuổi, tiểu vương của Johor, đã chính thức lên ngôi hôm 30 tháng 1 trong một buổi lễ có sự tham dự của thủ tướng Malaysia, các thành viên nội các và thành viên của chín gia đình hoàng gia Malaysia. Trước khi trở thành quốc vương Malaysia, ông Ibrahim Iskandar đã là một doanh nhân tỷ phú nổi tiếng với cách hành xử khá thẳng thắn. Ông luôn tự hào về năng lực kinh doanh của mình, từng nói với tờ Star của Malaysia, nhìn vào lịch sử hoàng gia Johor Chúng tôi bắt đầu làm ăn từ thời ông cố nội. Tôi không có ý định che giấu công việc của mình như một số người vẫn làm. Tôi luôn minh bạch và cởi mở. Đặc biệt, ông không ngần ngại thể hiện niềm đam mê tốc độ, đến mức Bloomberg từng mô tả ông là nhà vua của những bánh xe, thích lái Ferrari và hay lướt Instagram. Để bảo vệ bộ sưu tập xe lên tới khoảng 300 chiếc, gara được lắp hệ thống điều hòa và lọc không khí suốt ngày đêm để chống bụi. Ông cũng có thợ cơ khí riêng để chăm sóc những chiếc xe này. Theo The Guardian Sultan Ibrahim đam mê mô tô đến mức thường dạo chơi trên chiếc Harley Davidson quanh Johor. Đôi khi ông còn mang bộ sưu tập xe đến các triển lãm. Một trong những phương tiện ấn tượng nhất là chiếc mô tô Harley Davidson sở hữu lớp sơn vần vện như lông hổ. Ông còn có một đội xe cảnh sát kiểu Mỹ với 30 chiếc gần như giống hệt nhau. Tất cả đều là xe Harley Davidson được sơn xanh trắng. Cha của Sultan từng tiết lộ trên kênh truyền hình Rio ITV của Philippines rằng ông còn cho cảnh sát mượn mô tô để hộ tống mình. Về ô tô, có vẻ vị vua mới của Malaysia rất thích xe Anh. Một không gian rất lớn trong gara dành cho những mẫu Range Rover khác nhau. Một số có tông màu đen, dán kính đen dành cho những chuyến công vụ. Số khác có màu bạc và trắng. Theo The Sun, ít nhất 6 chiếc trong số này là Evoque. Trong ảnh là chiếc Range Rover mà Sultan Ibrahim cung cấp cho ông Najib Razak trong một chuyến đến Johor khi ông còn làm thủ tướng Malaysia. Một biểu tượng khác của nước Anh là Bentley trong đó có giá trị hiện có giá tương đương 5,6 tỷ đồng. Nhưng viên ngọc quý thực sự là mua san thử riêng. Đối thủ lâu năm của Bentley, Rolls Royce cũng xuất hiện trong bộ sưu tập xe. Phantom là chiếc xe được lựa chọn để đưa Sultan Ibrahim đến với lễ đăng quang. Khi trở thành vua Johor năm 2015, Mercedes-Benz 600 Pullman là chiếc xe đã hộ tống Sultan Ibrahim. Một chiếc Rolls Royce gây ấn tượng với màu sơn hồng nổi bật. Chiếc xe thường xuất hiện cùng Sultan trong những dịp mừng như dự lễ cưới. Thoạt trông Morgan Three Wheeler như thể được làm từ phần đầu của một chiến đấu cơ. Chiếc xe dành cho nhà vua được đặt làm riêng. Bugatti Veyron màu trắng trên nền xanh neon là một trong những chiếc xe nổi tiếng nhất của nhà vua. Bugatti Veyron từng giữ kỷ lục là một trong những chiếc xe sản xuất được chạy trên đường có tốc độ nhanh nhất với tốc độ tối đa 654 km/h. Lamborghini Miura 1967 là một chiếc xe ấn tượng khác. Trong bộ sưu tập xe còn có Chevrolet Corvette C8 Z06. Xe có sức mạnh 502 mã lực 369 nm mô men xoắn, tăng tốc không đến 100 km h trong 7,1 giây. Sultan Ibrahim đã nhiều lần được bắt gặp đến sự kiện bằng mẫu xe sang Hàn Quốc Genesis G90 Limousine. Phiên bản được hoàng gia sử dụng có chiều dài lớn hơn G90 thông thường. Bên dưới mui xe là động cơ V8 5.0L kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh. Đây có thể là chiếc xe tải đắt nhất thế giới, được làm riêng cho Sultan Ibrahim. Xe do Mike Australia chế tạo, chi phí được cho là vào khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Xe được trang trí bằng các màu tượng trưng cho lá cờ Johor, đỏ, trắng và xanh. Căn nhà di động này có nhiều tiện nghi xa xỉ như hàng hiên phơi nắng kiêm tổ chức tiệc nướng, hai tivi màn hình phẳng cỡ lớn, nhà bếp, giường rộng rãi, hệ thống CCTV 6 camera. Chiếc xe này sẽ gây bất ngờ cho giới mê tốc độ, bởi Flintstones là một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em lấy bối cảnh thời kỳ đồ đá được hư cấu. Chiếc xe gia đình biểu tượng trong phim miễn cưỡng có thể gọi là ô tô, thực chất là một chiếc xe đẩy chạy bằng sức chân. Đây là món quà hoàng gia Pahang tặng cho người đứng đầu Johor vốn cũng được biết đến là fan của bộ phim hoạt hình này. So với chiếc xe trong phim Fringetons đặt làm riêng có động cơ để nhà vua không phải chạy bằng chân khi muốn di chuyển. Và cuối cùng là chiếc máy bay Boeing 737 được sơn vàng nổi bật cùng với cờ Johor trên thân. Bản tin trên kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn thấy nội dung video hay xin hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất cảm ơn quý vị và các bạn